Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Mình là Bi. Hôm nay mình lại tiếp tục mang tới cho các tín đồ công nghệ một cặp loa soundbar và subwoofer. Bên ngoài thì đẹp mắt, còn bên trong thì hay ho. Xin giới thiệu với mọi người, trước mặt của mọi người đây là em Denon Home soundbar 550 và đây là em Denon Home subwoofer. Mọi người nghe tên của hai em thì mọi người cũng biết rằng hai em xuất phát từ hãng nào rồi đúng không? Đó là một hãng cực kỳ yêu thích của mình, hãng Denon. Còn chỉ nói riêng về soundbar thì theo mình, Denon là số 1. Đầu tiên thì mình xin nói về mặt ngoại hình, thẩm mỹ và thiết kế của em nó trước. Cũng như các loại soundbar khác thì em nó có thiết kế hình trụ với kích thước cực kỳ nhỏ gọn, 26 inch. Chiều ngang của em nó là 65cm, chiều cao là 7,5cm, chiều sâu là 12cm. 12cm chắc là đủ dùng với người Việt Nam mình rồi hả mọi người. Với kích thước cực kỳ nhỏ gọn của em nó, giúp tiết kiệm không gian và phù hợp với mọi căn phòng của bạn. Các bạn chỉ cần sờ, ấn nhẹ như sờ thì bảng điều khiển sẽ sáng lên, các bạn có thể tăng chỉnh âm lượng, chuyển bài, tạm dừng và khởi động bài hát tùy thích. Em nó còn có 2 tweeter và 4 driver toàn giải cộng với 3 bộ tản nhiệt thụ động. Còn về ngoại hình và thẩm mỹ của em subwoofer, em nó được thiết kế với hình vuông, có 4 chân trụ và vỏ ngoài được bọc lưới màu xám chuột. Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và thời trang. Kích thước của em nó với chiều ngang là 33cm, chiều cao là 37cm và chiều sâu là 33cm. Mọi người còn biết gì nữa không? Em nó có một cái khả năng đặc biệt, chỉ cần vỗ một cái là đổi thế. Bây giờ mình đang muốn đổi thế, lật đít lên. Mình chỉ cần vỗ nhẹ. Xong, em nó đã tự động lật đít lên. Như mọi người nhìn vào phần bên dưới của em nó thì em nó bao gồm một driver và một lỗ cộng hưởng. Driver và lỗ cộng hưởng này giúp cho em nó có ra được cái chất âm thanh siêu trầm, cực kỳ dày và cực kỳ chắc, dành cho các bạn thích nghe nhạc house. Giống như mình fan của anh Khá Bảnh đó. Lên. Như mọi người đã thấy, đằng sau của em nó gồm các nút cơ học như nút connect, reset, nút tăng giảm âm lượng hoặc nút mute tiếng, mở tiếng, và bao gồm cả các cổng kết nối như network để kết nối wifi, cổng USB hoặc là cổng aux, và cái lỗ còn lại là lỗ nguồn thôi. Em đi lên subwoofer với nhiệm vụ xử lý các dải tần âm trầm, cho ra các âm trầm cực dày và chất lượng. Còn em soundbar 550 thì sẽ xử lý các dải tần cao hơn, các dải tần chính như tiếng nói, giọng hát, vân vân và vân vân. Nhưng đặc biệt em nó xử lý cực kỳ chi tiết với thiết kế âm thanh 3D đắm chìm. Về mặt thiết lập và vận hành của hai em nó cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần tải cho mình Heels app. Các bạn chỉ cần một cáp, một phích cắm điện, một ứng dụng, thiết lập 1 phút là có thể tạo thành một trái tim âm nhạc rồi. Chưa hết, các bạn có thể kết nối bằng wifi, bluetooth hoặc chim hoặc stream Spotify nè, YouTube hoặc Apple Music, vân vân và vân vân. Các bạn có thể điều khiển và sai bảo em nó chỉ bằng giọng nói của các bạn, được tích hợp bởi công nghệ Alexa. Âm thanh 3D với Dolby Atmos và DTS nâng cấp khả năng nghe nhạc và xem phim của căn phòng của bạn trở thành một rạp hát. Các bạn còn biết gì không? Khi các bạn kết hợp em subwoofer vào em soundbar 550 bằng Heels app thì tình yêu của hai em nó sẽ cho ra một âm thanh vòm như là các bạn đang nghe âm thanh 5.1. Theo mình, riêng về chất âm nghe nhạc của em nó, mình đánh giá cực kỳ tuyệt vời cho các dòng nhạc như là nhạc house. Còn về các dòng ballad thì tất nhiên không thể nào so sánh em nó với các dòng loa khác như hi-fi hay bookshelf. Em nó sẽ không làm tốt bằng, nhưng tin mình đi, chắc chắn là rất tuyệt vời, âm thanh nghe nhạc cực kỳ đã. Mình chỉ biết múa, may, quay, cuồng. Lên. Còn về âm thanh xem phim thì mình đánh giá 10 điểm. Nó rõ ràng chi tiết tới từng vị trí, từng không gian một, giống như là loa này đang đem cả bộ phim tới căn phòng của bạn. Mọi thứ đang diễn ra trong phim đang diễn ra ở phòng của bạn vậy đó. Âm thanh chính, âm thanh phụ gì, lòi ra hết trơn. Trời. Tổng kết theo mình, cặp loa Denon Home subwoofer và Denon Home soundbar 550 này nghe nhạc và xem phim cực kỳ phê. Tin mình đi, mình đã trải nghiệm một ngày trước đó rồi, tới bây giờ mình còn lưng. Thao tác công nghệ thì dễ dàng, thiết kế thì sang trọng và thời trang, cộng với công suất cao hỗ trợ âm thanh với dải tần cực kỳ chi tiết và chất âm cực kỳ đẹp. Mình thì chả còn cái từ gì để mình diễn tả em nó nữa. Mình chỉ mong là mọi người hãy trải nghiệm thử đi.
Em loa Denon Home subwoofer đây có giá dao động từ 11 đến 12 triệu và em loa Denon Home Sabor 550 có giá niêm yết là 20 triệu được bán tại Thiên Vũ Audio số 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể tới trực tiếp để trải nghiệm chân thật em nó hoặc là mọi người có thể gọi hotline để được tư vấn thêm. Nếu như bạn nào muốn mua online hoặc biết thêm về chi tiết, mọi người có thể bấm vào phần website mình để ở phần description nha. Thì bây giờ mình sẽ làm một clip để test loa Sabor 550 và em subwoofer. Trong clip review thì mình nói vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ chắc loa này không tới nỗi mà làm mình Đừng quên đăng ký kênh Thiên Vũ Audio và nhấn nút cái chuông để đón chờ các clip review khác của bọn mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.